Xin chào các bạn Trong Excel có những công cụ rất là tuyệt vời mà có thể lâu nay các bạn chưa bao giờ sử dụng tới à, Trong video ngày hôm nay thì Phương sẽ giới thiệu cho các bạn 10 tuyệt chiêu copy paste trong Excel rất là thú vị Mời các bạn xem ngay sau đây và hãy nhớ đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục đồng hành ở những bài giảng tiếp theo nha Ở đây mình có một cái biểu đồ Tuy nhiên thì mới có quẻ dữ liệu thống kê của tháng 1 thôi Bây giờ mình muốn thêm cái tháng 2 này vào trong biểu đồ này luôn Thì chúng ta không cần phải xóa và vẽ lại mà chỉ cần bôi đen cái cột cột C là cột thứ hai này, bấm Ctrl C để copy. Sau đó mình kích vào biểu đồ, bấm Ctrl V để dán vào. Thì lập tức biểu đồ này nó sẽ thêm cho chúng ta dữ liệu của tháng 2. Đó, rất là nhanh. À, tương tự ví dụ như sau này phát sinh dữ liệu tháng 3, mình muốn thêm vào thì cũng vậy, giả sử như ở đây mình sẽ thêm một tháng 3 nữa. Tháng 3. Sau đó mình copy cái tháng 3 này, Ctrl C, kích vào biểu đồ, bấm Ctrl V thì nó sẽ thêm cho chúng ta một cột nữa rất là nhanh mà chúng ta không cần phải xóa và vẽ lại. Trong Excel cũng giống như trong Windows, để copy chúng ta giữ phím Ctrl, sau đó kích kéo thả đối tượng. Ví dụ như ở đây mình muốn kéo copy cái biểu đồ này, thì chúng ta giữ phím Ctrl, sau đó kích vào biểu đồ, kéo ra một góc nào đó, sau đó thả chuột, thì nó sẽ copy cho chúng ta. Tương tự, ví dụ như mình muốn copy một cái bảng này sang một bảng thứ hai, thì thay vì Ctrl C và Ctrl V như cách thông thường, thì chúng ta bôi đen cái bảng này. Sau đó giữ phím control và kích vào trên cạnh của cái bảng này. Bốn cạnh thì chúng ta kích cạnh nào cũng được. Kích trên cạnh này chúng ta kéo thả. Đó. Và cũng tương tự ví dụ như chúng ta muốn cấp cái sheet số 1 này ra một sheet giống giống nhau thì chúng ta giữ phím control và chúng ta kích cái tên sheet 1 này chúng ta kéo thả vào bên phải. Chúng ta thả chuột thì nó sẽ tạo ra một cái sheet giống nhau và nó đánh số theo thứ tự. Ví dụ như số 2 kích kéo thả nó sẽ ra kéo thả ra số 4 rất nhanh. Đối với cột thành tiền này nó có công thức đó là số lượng nhân đơn giá thì chúng ta không thể sử dụng phương pháp là giữ control tròn sau đó kích kéo thả được vì nó là công thức. Tuy nhiên bây giờ chúng ta muốn copy giá trị của cột thành tiền này ra một cột khác thì chúng ta có thể sử dụng à, cái, cái phương pháp đó là chúng ta bôi đen cột thành tiền sau đó để cho chuột trên cạnh của cái à, cái khối này sau đó chúng ta kích phải chuột chúng ta kéo thả ra sau khi chúng ta theo cả kéo thả thì nó sẽ có một cái menu để chúng ta lựa chọn cái cách mà copy. Thì để mà dán dữ liệu thì chúng ta sẽ chọn là copy here, s value only. Chúng ta chọn, thì nó sẽ dán ra. Tương tự, ví dụ như chúng ta giữ phải chuột trên cạnh này chúng ta kéo thả ra. Và chúng ta chọn copy here, s format only. Thì cái này có như là chúng ta copy định dạng thôi và không có copy giá trị. Thì ở đây các bạn thấy nó đi định dạng và giá trị giá trị value nó không đi theo thì đây là những cái lựa chọn mà để chúng ta thêm nhiều tùy, tùy chọn copy hơn à, chúng ta đã biết cách sử dụng lệnh transpose để chuyển trong thành cột và cột thành dòng à, ví dụ như ở đây trong cái bảng này ở đây có cột số lượng và đơn giá chúng ta muốn chuyển thành dòng số lượng và dòng đơn giá thì chúng ta bôi đen cái hai cột này kích phải chuột chọn copy và sang một cái nơi nào đó chúng ta kích phải chuột và chúng ta chọn paste special và chép vào transpose thì ở đây các bạn thấy là cột số lượng và đơn giá nó sẽ chuyển thành dòng số lượng và dòng đơn giá tuy nhiên khi sử dụng transpose với những vùng có công thức thì chúng ta sẽ gặp một trở ngại ví dụ như ở đây chúng ta thử copy cái cột thành tiền cột thành tiền thì chúng ta, chúng ta có công thức là số lượng nhân đơn giá bây giờ chúng ta copy cột thành tiền và chúng ta thử transpose sang cái ô này thử xem sao chọn transpose bấm ok vậy thì các bạn thấy là kết quả nó bằng không hết lý do là cái công thức này nó sẽ chạy theo nếu mà chúng ta không cố định những ô này. Tuy nhiên thì chúng ta cần copy à, cột thanh tiền qua bên này nó vẫn giữ nguyên kết quả là như thế này. Thì chúng ta sẽ có một phương pháp như sau. ở đây mình sẽ xóa cái vùng này ha. Đầu tiên mình sẽ copy cái cột thanh tiền này. Copy. Mình sẽ dán dạng link qua một cái ô khác. Ví dụ như dán vào ô này. Chọn link. Ở đây cái nó thành đô la thì chúng ta sửa thành là number thôi. Không có gì hết. Rồi, thì ở đây nó sẽ là công thức dạng liên, có nghĩa là link sang cái cột mà chúng ta đã copy. Đó, ví dụ như ô này thì bằng ô D5. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tìm kiếm về thay thế, các bạn bấm Ctrl H lên. Trong phần file watch chúng ta gõ dấu bằng. Trong phần replay with chúng ta gõ một ký tự bất kỳ. Tiếp theo là dấu bằng. Sau đó mình bấm replay on. Thì ở đây nó sẽ hiển thị là chữ A kèm theo cái công thức À, mà lúc này nó hiển thị, sau đó mình sẽ copy cái vùng này, copy cái vùng này, sau đó mình phải chuột tại cái nơi mà chúng ta muốn chuyển thành cột thành dòng, ví dụ như tại cột y này đi, phải chuột, chúng ta chọn Paste Special, chọn Transpose, bấm OK, thì hiện tại nó là công thức a bằng d 4 thì bây giờ chúng ta chỉ cần là thay thế, chúng ta bỏ chữ a này đi là được, chúng ta bôi đen cái vùng này, sau đó bấm Ctrl H và chúng ta ngược lại, ở đây chữ a bằng À, chúng ta sẽ thay thế bằng chỉ là dấu bằng thôi đó sau đó bấm relay ở thì bạn thấy là ở đây nó sẽ liên kết từ ô này sang cái cột mà chúng ta đã copy như vậy thì theo phương pháp này á, khi mà dữ liệu ở bên này thay đổi ví dụ như ở đây à, khi mà chúng ta thay đổi dữ liệu ở đây ví dụ như trở thành 20 thì bên này nó cũng sẽ thay đổi thì đây là cái phương pháp mà chúng ta copy mà chúng ta muốn giữ lại công thức còn nếu mà các bạn muốn copy công thức, copy cột thành tiền này mà chúng ta chuyển thành dòng, thành cột nó chỉ là value thôi, nó không có link kết quả về bản gốc thì rất đơn giản chúng ta copy cái vùng này, sau đó mình phải chuột vào một cái ô nào đó mà muốn dán, các bạn chọn Paste Special, chọn Transpose đây và ở đây các bạn chết vào một value, chúng ta bấm OK là được. thì ở đây nó là giá trị và khi chúng ta thay đổi ở bản gốc thì giá trị ở đây nó sẽ không thay đổi. ví dụ như ở đây mình thay đổi 40 thì ở đây nó vẫn không thay đổi mà ở trên đây cái phương pháp lúc nãy nó sẽ thay đổi, coi như là tùy vào nhu cầu của chúng ta mà chúng ta lựa chọn cái phương pháp cho là nó thích hợp ha. Giả sử ở đây mình có cần sao chép những cái dòng màu vàng này sang cái sheet một này, thì theo cách thông thường các bạn sẽ làm là các bạn copy từng phần, chọn ctrl c, sau đó sang sheet một bấm ctrl v, à, sau đó tiếp tục vào cái sheet này bấm ctrl c và chuyển sang sheet này bấm ctrl v, tương tự như vậy. Thì đối với Excel nó sẽ cho phép chúng ta copy một lần sau đó sẽ dán ra một lượt chúng ta không cần phải copy từng từng phần từng phần như vậy thì cách làm thì chúng ta sẽ kích vào trong cái thẻ hơn và ở đây kích vào mũi tên clipboard này thì nó sẽ hiện thị ra một cái cửa sổ bên trái và việc của chúng ta là chúng ta copy một lần ví dụ như ở đây mình bôi đen cái vùng này bấm ctrl c ctrl c bôi đen tiếp bấm ctrl C thì các bạn thấy là mình đã có 3 lần copy nó làm liên tục ở đây và sau khi copy xong những gì ta, chúng ta muốn bây giờ chúng ta chuyển sang cái nơi mà chúng ta cần dán ví dụ như ở đây mình cần dán vào OA này và mình chỉ cần kích vào những cái à, dòng nào mà chúng ta cần dán ra ví dụ như mình chọn dòng này tiếp tục chúng ta để ra chuột chúng ta dán vào dòng này tương tự dòng này như vậy thì nó sẽ à, tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều thao tác chuyển qua chân lại giữa các sheet ha. Trong trường hợp mà chúng ta muốn dán hết tất cả những gì chúng ta vừa copy thì đơn giản chỉ cần kích chuột vào Path All thôi. Đó. Kích vào này thì tất cả những gì chúng ta copy thì nó đã dán ra đây cho chúng ta rồi. Các bạn thấy không? Rất đơn giản. Ở đây chúng ta cấp 5 dòng đúng không? Thì đây này sẽ dán ra đủ 5 dòng cho chúng ta. Rất là nhanh. Giả sử như bây giờ mình muốn tính cái cột tiền thuế này. Tiền thuế nó sẽ bằng cột thành tiền nhân cho 8%. Thì theo cái cách cổ điện thì chúng ta sẽ bằng là cái ô thành tiền này nhân cho tiền thuế 8% ở đây Cố định cái ô thuế lại bấm Enter Và sau đó chúng ta sẽ kéo xuống như thế này Thì đây cũng là một cách Tuy nhiên chúng ta có một cách hay hơn nữa Bộ đèn như này sau đó chúng ta không cần copy luôn Chúng ta áp dụng cái phương pháp lúc nãy để trả chuột trên cái cạnh sẽ đó kéo ra và chúng ta chọn là copy here as à, value only. Sau khi copy giá trị cái cột thành tiền qua bên cột tiền thuế thì chúng ta sẽ copy cái phần thuế xuất này copy sau đó mình bôi đen cái cột tiền thuế này phải chuột chúng ta chọn pass special à, và ở đây mình chọn là value và quan trọng nhất là chúng ta phải chọn multiply có nghĩa là nhân cho cái 8% này vào cái cột này chúng ta bấm ok đã như vậy thì các bạn thấy là nó sẽ nhân cái 8% phần trăm vào trong cái cột thành tiền mà lúc này chúng ta vừa cướp thì nó ra chính bằng cái tiền thuế bây giờ để kiểm tra thì chúng ta có thể là bằng 8% nhân cho cái ô này và chúng ta cố định ô thuế lại bấm enter chúng ta kéo xuống thì các bạn thấy là kết quả hoàn toàn trùng khớp thì đó là cái phương pháp nhân không cần phải gõ công thức thì cũng tương tự um, trong cái cấp um, copy paste peso này nó cũng sẽ có một số cái ngoài cái nhân này thì nó sẽ có là cái cộng này, cái À, trừ này và cái chia à, cộng này trừ này nhân chia ví dụ ở đây chúng ta có số 10 ở đây chúng ta có số 5 thì nhìn đó chúng ta muốn cộng cái 10 này vào trong số 5 này thì chúng ta cần kích phải chuột chọn copy sau đó phải chuột vào đây mình chọn bắt special và chọn phần s bấm ok thì cái số 10 này nó sẽ được cái số 5 này nó sẽ được cộng 10 thành kết quả là 15 đây là phương pháp tính toán cộng trừ nhân chia không cần phải sử dụng công thức mà chúng ta copy chúng ta dán nhập vào luôn ha giả sử mình có một cái bảng tên hàng số lượng đơn giá thành tiền nhưng mà mình không muốn cột số lượng này nó nằm trước đơn giá nữa mà nó phải nằm sau cột đơn giá thì cách làm như sau chúng ta bôi đen cột số lượng và giữ phím ship sau đó các bạn kích trên cạnh của cái vùng mà chúng ta đã chọn kích trên cạnh này chúng ta kéo ra thì khi mà chúng ta kéo thì các bạn thấy có một cái đường xanh xanh đã chạy theo đúng không Bây giờ mình đặt cái đường xanh thanh này làm sao nó nằm giữa cột đơn giá và thanh tiền là được. Bấm thả chuột thì mình thấy là cái cột số lượng nó sẽ đẩy về sau cột đơn giá. Tương tự chúng ta muốn cái cột số lượng này nó đi đâu? Nằm trước đơn giá nữa thì chúng ta sẽ kết trên cạnh kết hợp giữa phím ship chúng ta kéo thả. Giả sử như ở đây mình có hai cái biểu đồ, biểu đồ ở trên và biểu đồ ở dưới. Biểu đồ ở trên thì mình đã định dạng đẹp rồi. Bây giờ mình muốn copy cái định dạng này xuống cho cái biểu đồ thứ hai thì chúng ta sẽ làm như sau các bạn kích vào biểu đồ thứ nhất bấm Ctrl C để copy và tiếp tục kích vào biểu đồ thứ hai các bạn bấm cho mình to phím an e và sau đó thả và bấm tiếp chữ s thì nó sẽ xuất hiện một cái cửa sổ best như này các bạn chọn format và bấm ok thì cái định dạng ở trên biểu đồ chúng ta định dạng như thế nào thì ở dưới nó sẽ định dạng y như vậy. bằng cách này thì chúng ta hay làm việc với biểu đồ thì các bạn cứ tạo một cái biểu đồ mẫu, à, các bạn trang trí cho đẹp đi. sau đó khi nào mà gặp tính việc vẽ biểu đồ mà các bạn muốn đẹp như cái mẫu đó thì chúng ta chỉ cần copy cái định dạng của biểu đồ mẫu dán qua cho cái biểu đồ mới chúng ta mới tạo là được mà chúng ta không cần phải định dạng lại từ đầu, rất là nhanh giả sử bây giờ mình muốn cướp cái bảng này sang một sheet khác mình bôi đen như thế này à, ví dụ như mình cướp vài dòng thôi bấm ctrl c qua sheet thứ hai dán vào OA1 một bấm ctrl v à, các bạn thấy là khi chúng ta dán á nó chỉ đi cái dữ liệu thôi chứ cái độ rộng cột của nó nó không đi theo à, vì việc bình thường của mình là mình hay kích vào đây mình kéo ra cho nó vừa độ rộng tuy nhiên thì à, không cần thiết như vậy À, nó sẽ làm mất thời gian của mình. Chúng ta có một cách như sau: sau khi mà các bạn copy xong, các bạn dán ra như thế này, các bạn tiếp tục phải chuột vào cột A1 một lần nữa, các bạn chọn Paste Special và ở đây mình sẽ chọn là Column Width, bấm OK thì nó sẽ copy dán thêm một lần nữa cái đồ rộng cột của cái bảng bên kia dán qua bên này. Như vậy thì chúng ta có một cái bảng vừa đúng định dạng vừa giống cái đồ rồng cột luôn mà chúng ta không cần phải điều chỉnh thủ công và cuối cùng không thể bỏ qua công cụ thần thánh trong Excel đó là Format Painter. Đây là một cái công cụ dùng để sao chép định dạng một cách rất là nhanh chóng. Ví dụ như ở đây mình có một cái bảng gồm những cột đây. Bây giờ mình muốn thêm một cái cột khác nữa à, ở bên đây nhưng mà cái định dạng giống cái cột này thì chúng ta có thể kích vào cái cột D này, chúng ta bấm Format Painter sau đó chúng ta kích sang một cái cột mà chúng ta muốn như vậy thì định dạng của nó nó đi theo nguyên cột luôn hoặc là đơn giản chúng ta chỉ cần copy một ô nào đó và chúng ta áp dụng cho nhiều ô giả sử như ở đây à, mình sẽ copy giả sử như ở đây mình có một vùng dữ liệu như thế này vùng dữ liệu như này và chúng ta muốn copy như cái định dạng của cái ô A5 này thì chúng ta chỉ cần chọn vào ô A5 bấm format enter và chúng ta bôi đen hết cái vùng này chúng ta thả chuột và tất cả những ô này nó sẽ lấy định dạng của cái ô a 5 này à, trong trường hợp mà chúng ta copy dán định dạng chúng ta muốn dán nhiều lần ví dụ như ở đây mình muốn dán cho nhiều ô riêng lẻ thì các bạn chọn vào ô a 5 và các bạn kích hai cái kích đúp chuột vào cái phục máy painter kích hai cái thì khi mà các bạn dán vào ô thứ nhất thì nó sẽ còn hiệu lực tiếp tục dán vào ô thứ hai tương tự như thế và các bạn có thể bấm phím escape để hủy cái thao tác dán định dạng này như vậy thì để dán một lần định dạng thì chúng ta chỉ cần kích một cái vào đây chúng ta thả vào một ô thì cái biểu tượng cái chổi nó cái chỗ quét nó sẽ bị mất còn nếu như các bạn muốn dán nhiều lần ở nhiều ô thì các bạn kích hai cái vào cái phục bắp printer này và mình sẽ kích vào được nhiều lần và để hủy cái à, chức năng cái chổi quét cái dán định dạng đi thì chúng ta bấm phím Escape ESC trên bàn phím. Đó, xong. Như vậy thì vừa rồi Phương đã giới thiệu cho các bạn 10 tuyệt chiêu copy paste trong Excel. Hy vọng vào video này các bạn sẽ thấy Excel thú vị hơn và các bạn có niềm đam mê để học và nghiên cứu nó lên một tầm master. Nếu các bạn thấy bổ ích hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và hãy đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục đồng hành ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.